bao thắm đầy người. Ta đây có chết nào qua ta, vượt ngàn đường xa chẳng tha chẳng thương lòng này gì vui với công thành. Quyết sống pha vai chàng trùng dây. Quá à. Khi thoạt đầu ra là chị không có ghi gì trơn á, chị lo nhìn hoài, nhìn chị thấy trời ơi tại sao là từ nào giờ không có diễn cái kiểu này, không có diễn cái thể loại này mà bây giờ ra rồi cũng đưa tay rồi cũng đẩy tay lên thiệt là giống luôn. Khi đến em vô cái bài Xế Sản rồi chị nổi óc hết trơn à. Sơn Tùng đã nhập từ từ nhập vào đó rồi. Thôi nên là chúc mừng em và cảm ơn em đã có một cái nhân vật này để gọi là em sẽ ghi nhớ mãi suốt cuộc đời làm nghệ thuật của em. Cảm ơn em nhiều. Em cảm ơn chị. Dạ. À, hồi nãy giờ thiệt tình đó là chị Mỹ rất là bất ngờ luôn á. Không có thể nào mà tưởng tượng được bữa nay Sơn Tùng diễn một cái vai mà cầm thương rồi bận bộ đồ giáp như vậy. Và khi mà cái chỗ mà em giơ cái tay em trụ cái giáo vậy nè, chị nói thật với em á, chị nổi gai ốc là tại vì chị tưởng tượng giống như là cô Mỹ Châu đang đứng trước mặt chị vậy đó, và đang quay phim với cô Mỹ Châu, giống cô Năm lắm.